Video này được tài trợ bởi Honkai Star Rail, tựa game nhập vai mới có chủ đề khám phá vũ trụ, nơi bạn tìm kiếm dương báu, gacha, giải đố, gacha, đánh boss, lại gacha, bởi vì cốt truyện cũng quan trọng nhưng mà waifu và husband quan trọng hơn. Được bảo chứng chất lượng bởi HoYoVerse, công ty làm ra Honkai Impact và Genshin Impact, Honkai Star Rail hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn lối chơi theo lượt mới lạ, đầy tính chiến thuật trên đa nền tảng mobile, PC và sắp tới là cả Plus Speed 5, game thuần Việt hóa và hoàn toàn miễn phí. Trong bản cập nhật mới nhất, Star Rail mang đến cho bạn phần cốt truyện mở rộng với phần kết của vùng đất Xianzhou Lufu, mở ra những diễn biến mới trong cốt truyện và những khu vực mới trong tương lai. Sự ra mắt của hai nhân vật năm sao mới tới từ hội thợ săn Stellaron, Blade, sát thủ mạnh mẽ hệ phòng, vận mệnh hủy diệt, đáng sợ nhưng lại là một người đồng hành trung thành, đánh đổi máu để gây thêm sát thương, máu càng thấp sát thương càng cao. Banner Blade sẽ kéo dài từ ngày 19 tháng 7 đến ngày 9 tháng 8. Kafka, Mommy hệ lôi, vận mệnh hư vô, kẻ khai sinh nhân vật chính, bị truy nã hàng đầu vũ trụ, có lối chơi mới lạ và đặc biệt khiến toàn bộ đối thủ gục ngã, chính thức xuất hiện từ ngày 9 tháng 8 đến ngày 29 tháng 8. Ngoài ra còn có sự xuất hiện của Luca, tay đầm thế giới ngầm với thuộc tính vật lý, vận mệnh hư vô. Hai map mới là Sở Đan Đỉnh và Lân Yên Cảnh, vũ trụ mô phỏng thế giới 7, các phụ bản mới kèm 4 bộ di vật mới, cùng rất nhiều hoạt động và sự kiện hấp dẫn để người chơi khám phá, tìm kiếm tài nguyên, ngọc ánh sao, vẽ triệu hồi. Còn chờ cái gì nữa mà không tải game ngay? Link tải game và gift code ở phần mô tả và bình luận. Tóm tắt phần trước, sau hơn 3.700 năm nhân loại bị hóa đá do bị một loại ánh sáng xa lánh kỳ lạ chiếu vào, một thiếu niên trẻ tuổi giỏi khoa học tên Senku đang từng bước đưa thế giới trở lại với ánh sáng văn minh. Trải qua những biến cố, đặc biệt là cuộc chiến với đế chế sức mạnh của Tsukasa, giờ đây Senku đã thành công tạo nên một vương quốc khoa học. Mục tiêu tiếp theo của Senku cùng đồng bọn là tìm ra nguyên nhân của việc bị hóa đá, bắt nguồn từ phía bên kia bán cầu, dựa theo những thông tin mà ông Bo và đồng đội để lại. Và để sang được phía bên kia bán cầu, họ cần đóng một con thuyền đủ khỏe để cùng họ băng qua bao địa dương. Đó chính là toàn bộ nội dung của vở kịch mà đám Gen vừa mới biểu diễn, để vận động nhân công, chuẩn bị tinh thần đi đóng thuyền. Kết thúc chương trình hài kịch, giờ là lúc giới thiệu những mẫu thiết kế với sự tham gia của 3 thí sinh, gồm Senku và hai chúa hề Magma và Yo. Với tư tưởng coi thường người khác, cụ thể là người hậu sử, Yo định đề xuất một phương tiện di chuyển đường thủy áp dụng công nghệ mái chèo tự động, chạy cơm, nói nôm na là bè. Magma với kinh nghiệm sinh sống ở làng trài, tự tin giới thiệu con hàng của mình, có thể giúp cả bọn tìm ra cả One Piece luôn ấy chứ. Nhưng tất nhiên cả hai đều phải quỳ xuống khi chứng kiến con tàu mà Senku thiết kế, một con tàu suýt to bằng Titanic, với thiết kế siêu hiện đại, dù là ở thời điểm này phải nói là siêu tối cổ thì đúng hơn. Nghiễm nhiên Senku giành chiến thắng trong cuộc thi. Sau khi thống nhất bản thiết kế, anh trưởng làng tốt bụng lại tạo công ăn việc làm cho mọi người, con tàu nhanh chóng được hiện thực hóa. Tuy nhiên để vượt biển ngoài kia bao la sóng gió thì một con thuyền thôi là chưa đủ, mà cần một thuyền trưởng dày dặn kinh nghiệm, hiểu rõ biển cả. Để tìm ra người ấy là ai, Senku đã tìm đến cô phóng viên Minami, trưởng ban nhân sự đương nhiệm, người nắm được hết thông tin về những người đáng chú ý. Minami đã dẫn Senku và đồng bọn đến một hòn đảo, từng là nơi tọa lạc của Học viện Hàng hải Nanami, một trường chuyên đào tạo những thuyền trưởng siêu cấp Vibro, và bảo ở đây vơ bừa cũng được một thuyền trưởng ngon lành. Nhưng có một người mà Minami rất ngán phải nghĩ đến, và dĩ nhiên Senku chọn người đấy ngay, đó chính là Nanami Ryusui, quý tử của tập đoàn hàng hải Nanami, nhân tài từ trong trứng. Mỗi tội lại có thói ăn chơi hưởng lạc thái quá, nhưng cũng chính vì đi ăn chơi hưởng lạc xa xỉ quá nhiều nên đâm ra lại am hiểu mọi loại phương tiện. Từ khi học cấp 2 đã vượt biển ngao du, Senku nghe thế thì chấm ngay, kệ hết mấy cái tai tiếng rườm rà. Senku chọn ngay Ryusui làm thuyền trưởng của mình. Ngay khi thức tỉnh, chỉ cần đưa mắt ngó xung quanh, cậu ta đã nắm rõ tình hình, chẳng một chút sợ hãi hay hoang mang như người bình thường. Tài sản gia đình mất hết cũng không sao, vì cậu ta quyết giành lại mọi thứ. Ý chí như này lại khiến Senku càng khoái. Sau khi lên đồ gọn gàng ngăn nắp, Ryusui được Senku đưa đến nơi đóng thuyền. Vừa xem xong bản thiết kế, cậu đã vỗ đùi đen đét khá khen cho kẻ đã lên kế hoạch này. Dù cũng biết về tập đoàn Nanami, nhưng Gen vẫn bán tín bán nghi về khả năng của Ryusui, bởi người hiện đại đã quá quen dùng tàu cao cấp rồi, mấy loại tàu kiểu cổ như này chắc nan. Tuy nhiên thay vì flexing du học Ý thì Ryusui báo với mọi người rằng phải khẩn trương thu dọn đồ đạc đón cơn bão mùa xuân sắp đến. Quả đúng như lời Ryusui nói, mưa to gió giật loáng cái tới luôn. Liếc qua mấy cây gỗ đóng thuyền, cậu cũng nhận ra ngay loại gỗ này không thể dùng để đi biển dài ngày, bão dập cho tí là tan tành ngay. Nhưng điều đó cũng nằm trong tính toán của Senku, cậu đang nghiên cứu một con tàu có gắn động cơ, được kết hợp giữa thuyền buồm và lực chuyển động. Kịch bản này đẹp, tiếc là khó xảy ra, vì theo Ryusui, loại than dùng để làm nguyên liệu hiện tại là thứ nguyên liệu quá thô sơ. Chất đủ than để vượt biển thì thuyền chìm trước khi rời bến mất. Vậy nên họ phải có vua của các loại nguyên liệu, dầu mỏ. Tuy nhiên Nhật Bản nổi tiếng là một đất nước nghèo tài nguyên, bới đâu ra dầu mỏ? Như đã nói ở trên, Senku đã biên hết rồi. Trong quá khứ Nhật Bản từng sở hữu một mỏ dầu ở Shizuoka, tuy đã ngừng khai thác nhưng mà dầu vẫn bắn tùm lum.
Thứ dầu ở đó có chất lượng cao, đảm bảo cung cấp đủ nguyên liệu cho chuyến xuất hành định mệnh sắp tới của cả bọn. Vậy nên nhiệm vụ tiếp theo là phải tìm và khai thác nguồn tài nguyên quý giá này. Tổ đội đi săn kho báu này gồm có Chrome, vua đào mỏ, nghe sai vãi, Kohaku, mắt diều hâu, và Yukio, lục nhĩ mỹ hầu. Sau khi tổ đội khai thác lên đường, Ryusui bắt đầu cho thấy bộ mặt tư bản của mình. Cậu ta đòi trao đổi tài năng đi biển của bản thân để đổi lấy quyền kiểm soát mỏ dầu sắp khai thác. Mục tiêu cho hành động lần này không gì khác là để Vương quốc khoa học mua dầu từ chỗ cậu ta. Và vì đã có dầu mỏ, hay tiện nói đến thứ liên quan mật thiết với dầu, tiền tệ với tên gọi là đồng Dragos, Ryusui sẽ nắm luôn việc lưu thông tiền tệ. Thế là cậu này vừa hồi sinh đã trở thành đại gia. Và để có tiền mua dầu, nhóm của Senku bắt đầu kinh doanh với các mặt hàng cây nhà lá vườn như ramen, kẹo bông, rồi đến cả truyện tranh, vân vân mây mây những thứ khác nữa. Trước sự thao túng kinh tế của Ryusui, Minami có phần hơi lo, nhưng Senku vẫn khoái lắm. Vì tiền tệ cũng là một loại phát minh của khoa học, tiền tệ thúc đẩy con người hơn bất cứ thứ gì khác. Tuy nhiên vấn đề là khi dầu chưa mò ra, thì đống tiền này đúng kiểu là tiền giấy đốt là cháy. Theo lời của nhà money học Ryusui phân tích thì, thực tế mà nói tiền Dragos không hẳn dựa vào giá trị của dầu, mà hoàn toàn phụ thuộc vào uy tín của Senku. Bằng cách này hay cách khác chắc chắn cậu sẽ tìm ra nó. Nên Ryusui rất tự tin để sử dụng mấy cái tờ giấy rồng bay này. Trong khi đó bên phía đội khai thác, họ đã phát hiện ra một cái thác siêu to khủng bố mà trước đây chưa từng có. Cách tốt nhất bây giờ là gọi cho sở chỉ huy và xin ý kiến. Theo phân tích của Senku, trải qua 3.700 năm, địa hình nước Nhật đã có nhiều đổi khác. Nguyên nhân có thể liên quan đến những vụ bắn tùm lum của núi lửa Phú Sĩ. Vậy nên mọi thứ mà con người 3.700 năm trước biết đều trở thành vô nghĩa. Vậy nên việc tìm mỏ dầu không thể nào làm đại được, mà phải làm từng chút một để đối phó với tình hình hiện tại. Họ cần phải vẽ lại bản đồ thì mới tìm ra vị trí mỏ dầu. Nhưng làm sao để vẽ bản đồ thì khó phết. Trong lúc đang brainstorm, Suika nhìn thấy một chú chim bay và gợi ý luôn. Thế là Senku biết mình phải làm gì. Ngay lập tức cậu cho thu hoạch rất nhiều gai dầu. Không tìm được thì công sức kiếm tiền của cả lũ đi tong hết. Vì sao? Vì không kiếm ra dầu thì bao nhiêu tiền cũng mất sạch giá trị. Thế là mọi người sau khi è cổ lao động kiếm tiền, lại phải è cổ lao động giữ giá trị cho tiền. Nhưng nhờ thế mà Senku có đủ gai dầu, nguyên liệu để tạo ra thứ giúp cậu và đồng bọn chinh phục bầu trời, khinh khí cầu. Theo sơ đồ dự án mà Senku vạch ra thì sẽ có 3 bước đơn giản cần thực hiện. Mỗi tội là để thực hiện hóa bước 1 thì cần một số lượng vải khổng lồ. Và người duy nhất có thể hoàn thành được việc này chỉ có mỗi Yuzuriha và tổ nhóm nghề thủ công của cô mà thôi. Để làm ra vải, trước tiên phải nghiền gai dầu ra để làm tơi sợi. Khi đã có rồi thì ấy chúng vào con quay, rồi cuốn nó lại một chút và chỉ cần xoay đều là có ngay sợi gai dầu. Sau đó kéo căng một sợi vải trên khung, sao cho giống như đàn hạc, rồi luồn ngang lên xuống liên tục như vậy nhiều lần, sẽ cho ra những tấm vải. Cách làm thì đơn giản nhưng mà siêu tốn thời gian. Thế nên là Yuzuriha nhờ nhóm khoa học thiết kế cái máy hỗ trợ. Cô cứ tưởng cô sẽ nhận được một cái khung cửi, nhưng cuối cùng thứ cô nhận được là cả cái máy dệt chạy bằng động cơ điện, giúp quá trình dệt vải nhanh và đẹp hơn gấp nhiều lần. Trải qua quãng thời gian thăm ngàn không ngừng nghỉ, tổ đội thủ công đã cho ra những tấm vải gai dầu đầu tiên. Dù đã làm đến hồn lìa khỏi xác nhưng chất lượng vải làm ra vẫn quá thưa, không phù hợp để làm khinh khí cầu. Cái đầu ma lanh của Gen lại nhảy số. Cậu treo thưởng 10.000 Dragos để dụ khị đám người tăng thêm nhân lực làm vải. Gáy thì khét không ai bằng, nhưng tiền trong tài khoản lại chỉ có vài xu. Vậy nên điều cấp bách bây giờ là phải kiếm được số tiền treo thưởng thông qua việc mở rộng mua bán. Cụ thể là trung tâm thương mại Senku Mart, với mặt hàng trọng tâm là các loại trang phục và phụ kiện thời trang đến từ local brand sang chảnh của nhà mốt Yuzuriha, vừa hợp ví mà lại đa dạng cho mọi lứa tuổi và mọi giới tính. Thế là mọi người ai nấy đều va vào lưu thông, đặc biệt là tên nhà giàu nào đấy. Nhờ đó mà Senku và Gen càng mở rộng thêm ngân sách để lo các khoản chi cần thiết. Sau khi có đủ số vải, Senku lên ngay kế hoạch khẩn trương làm khinh khí cầu. Theo tính toán của đầu củ hành thì để tạo ra một khinh khí cầu chở được 3 người cần phải có một tấm vải cỡ 7-8 mét. Ngay lập tức tổ đội thủ công tiến hành may vá vá. Chẳng mấy chốc trước khinh khí cầu được hoàn thành, việc tiếp theo là tuyển phi hành đoàn. Người chắc slot là Senku rồi. Người tiếp theo không ai khác ngoài Ryusui. Mỗi tội khứa này mà hóng hớt được tin mình được tuyển thì kiểu gì cũng lại làm giá để vòi thêm tiền. Vậy nên là cần phải thao túng tâm lý. Gen liền bày ra trò bốc bài trúng thưởng. Ai mà số đỏ Vũ Trọng Phụng thì sẽ có được 2 vị trí view hạng thương gia trên chuyến khinh khí cầu. Lạ nỗi ai bốc cũng tạch. Đến phiên Ryusui thì Gen chìa một lá bài ra. Khứa thuyền trưởng cứ tưởng Gen chỉ đang giở trò nhằm giảm giá tiền thuê cậu mà thôi. Ai ngờ đến khi bốc thì cậu cũng tạch. Tên lươn chúa kiêm ảo thuật gia này đang siêu thao túng tâm lý. Hắn tự cơ cấu lấy vé lên khinh khí cầu để tạo cho Ryusui cảm giác tiếc nuối và hụt hẫng nhận ra chiêu trò này. Senku tát nước theo mưa, bảo là ê, vé này xịn sò quan trọng lắm nha. Gen thì ôi không biết có ai đủ tiền mua vé này không nhở.
Và thế là Ryusui sập bẫy, xì tiền ra mua lại tấm vé của Gen. Thế là tự nhiên vừa tuyển được người vừa được trả tiền. Người cuối cùng được tham gia thì là ai cũng được, miễn không sợ độ cao. Bỗng nhiên có tiếng hét của tên nào nghe quen lắm, đó là Chrome. Ngay khi nghe về việc bay lên không trung, cậu ta đã băng rừng vượt núi để kịp trở về xin slot. Cậu không muốn bỏ lỡ một khoảnh khắc nào của khoa học cả. Và dĩ nhiên là cậu được toại nguyện. Ngay rạng sáng hôm sau, sau khi thả bóng bay check hướng gió, thì cả đám nhận được tín hiệu thời tiết over hợp cho một chuyến thám hiểm trên không. Quá trình chuẩn bị hoàn tất, chuyến bay sau hơn 3.700 năm của nhân loại đã được khởi hành trong sự hân hoan của tất cả những người làm ra nó. Lần đầu được chứng kiến thế giới rộng lớn khiến khứa Chrome không cầm được nước mắt. Đã thế còn được sải cánh cùng đàn chim trên bầu trời nữa, khiến cho cậu càng thêm phấn chấn. Tuy nhiên nếu để đám báo trời này đâm vào khinh khí, là cả bọn từ phấn chấn thành sang chấn luôn chứ chả chơi. Điểm đến của họ sẽ là làng Ishigami. Ryusui sẽ điều khiển khinh khí cầu dựa vào áp suất thấp theo hướng ngược chiều kim đồng hồ, từ đó di chuyển về hướng tây. Và nếu thí nghiệm này hoàn thành, chuyến bay tiếp theo sẽ hướng đến khu mỏ ở phía tây Satit. Thấy khứa tư bản có vẻ vênh váo nói mình là chuyên gia thám hiểm này kia, Chrome bắt đầu tự ái và cũng bắt đầu thể hiện kinh nghiệm có được khi thám hiểm khắp nơi. Để rồi cuộc cà khịa giữa hai tên mõm bắt đầu. Để tránh cho hai chấn bé đù kia tiếp tục hục hặc, Senku liền thả búp bê để check lại hướng gió. Ai ngờ kết quả cho ra lại khiến cả bọn hoang mang. Khi hướng họ đang tiến tới đang ẩn chứa một đám mây vũ tích big size, quả khinh khí cầu càng lúc càng bị hút vào sâu. Cứ đà đó thì nguy cơ cao là cả bọn sẽ một bước lên thiên đàng. Cách tốt nhất bây giờ là phải hạ cánh. Tuy nhiên tình trạng của quả khinh khí hiện đang không cho phép họ làm điều đó. Tấm vải đã bị chìm va chạm mà rách, nếu cứ liều mà kéo hạ thì có khi còn dễ ngỏm hơn. Họ đành để gió cuốn đi và bị đám mây nuốt chửng. Càng lúc đám Senku càng bay cao hơn. Ngay cả chúa tể định hướng như Ryusui cũng bó tay không tìm được đường ra, trong bối cảnh không còn gì để mất. Với kinh nghiệm đối đầu với tự nhiên của mình, Chrome quyết định sống mãi với đám mây này bằng cách đâm thẳng xuyên thủng vào nó. Thế là kích thích vào máu liều của hai khứa còn lại. Mục tiêu của họ là phải vượt cao hơn cả đám mây vũ tích kia, coi như thế mới giữ được cái mạng của mình. Để tăng thêm gia tốc tiến một mạch đến cái đích ấy, Senku lấy nốt phần nước hồi sinh cuối cùng đút luôn vào lò để tận dụng độ cháy ghê gớm của nó. Một lượng khí lớn tỏa đầy quả khinh khí vút lên. Mỗi tội đường ra ở đâu thì cả bọn chưa rõ. Ngay lập tức Ryusui tung mũ kiểm tra hướng gió, từ đó lối thoát đã lộ ra. Chrome dốc nốt số than cuối cùng để gia tăng thêm tốc độ. Nhờ sự tổng kết hợp của cả ba thành viên mà quả khinh khí đã thoát khỏi đám mây thành công. Sau một thời gian bay lượn, cuối cùng họ cũng đã tiếp cận được với không phận của làng Ishigami. Tin báo thành công của chuyến bay cũng được truyền về với Gen và đồng đội. Tiến trình đóng tàu ở bên họ cũng đang được tiến hành hết sức khẩn trương. Giờ chỉ chờ đợi nhóm của Senku bắt đầu chiến dịch tìm dầu mỏ nữa là xong, là họ sẽ có thể rong buồm ra khơi. Liệu rằng kế hoạch của Senku có thành công? Còn những điều gì đang chờ đón họ ở phía trước? Tất cả diễn biến sẽ có trong recap sảm Dr. Stone Season 3. Thời gian có thể là tháng sau, còn tháng sau nào thì tôi cũng chưa biết. Tôi còn quại. Xin chào và hẹn gặp lại.